Chào cô chú anh chị và bạn, một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha. Rồi hôm nay mình có chia sẻ video những đoạn đường dòng trôm xuống Bình Đại nè cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh mình nhé. Rồi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nhé. Cô chú anh chị xem video nghe nhạc thư giãn nha.
anh chị và bạn. Con đường này là dẫn xuống tới biển Thừa Đức nha, của chú anh chị và các bạn. Bên đây là rừng phòng hộ rừng Đức nha. Rồi cái vuông này là người ta để nuôi tôm nè, của chú anh chị và các bạn. Rừng phòng hộ rừng Đức rất là nhiều luôn ha, để chống gió bão của chú anh chị và các bạn. Đây là cái ao nuôi tôm ha, có những người nuôi tôm nuôi cái ao này, còn rừng ở trong xa nữa của chú chị và các bạn. Đây là đường Hương Gạo 40 của chú chị và các bạn. Còn phía bên kia đường cũng vậy luôn, cũng là những cây đước nè, nó lên rất đẹp của chú chị và các bạn. Còn về nước ha, với hồ ao vuông tôm nè của chú anh chị, trồng những cái cù lao nhỏ nhỏ, những cây nước mọc lên. Thank you.
Video đến đây kết thúc rồi cô chú anh chị. Cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo nha.